Nhảy đi. Có một chân lên. Dạ. Có nốt chân kia lên cho nào. Ôi giời ơi anh ơi, em xin anh ạ. Bố mẹ em ở quê nhìn thấy thì em chết vì nhục mất anh. Mày mà biết nhục à? Dạ anh ơi, hát ạ. Hát thật thua. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, con đường mà mình đã chọn, đoạn phía trước nhiều chông gai. Anh ơi, em đói quá, anh cho em ăn cái gì xong em hát tiếp được không ạ? Chứ em lả người em rồi ạ. Mày nhìn kìa, tôi view. Dạ, biết thế này anh cứ để em đi ăn xin của nôn. Cũng như này đau khổ. Cái thằng này, cái tao hỏi mày, mày đã ăn cơm của tao chưa hả? Em ăn rồi. Ăn rồi thì hát, tôi rã rồi. Dạ, bạn thân ơi, hay vui thế nào? Quá nhiều ca vang với bao bạn bè, trái cùng em đây cũng nhà cười thường. La 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 la. Nhảy đi. View mà tụt tao nhốt mày vào chuồng chó đấy. Trời ơi, em xin anh ơi, em biết em sai rồi ạ. Đời tao ghét nhất những cái loại lấy công sức của người khác để trục lợi cho bản thân mình và mang người khác ra để làm trò tiêu khiển. Đùa với mày thế thôi, còn bây giờ lên công an.